bây giờ đang di chuyển cái con bài đang gọi xe và gia đình của anh Chí Tài chị Phương Loan lấy cái sticker với em đi qua bên nhà hoàng nha, đi theo xe. Gia đình ưu tiên cho gia đình trước, có tài em đưa trước, nhưng mà làm ơn hai ba người đi một xe tại vì bên đó không có chỗ nha. Dạ, rồi chờ em lấy gia đình trước. Đi theo xe nha. Sau xe của anh Chí Tài là sau xe Chí Tài sẽ có đoàn mô tô rồi gia đình mình sẽ đi theo sau đó nha. Ưu tiên cho gia đình nha, đang có tang cho nên em sẽ đưa trước nha. Gia đình xe tang xong đoàn mô tô thì nên gia đình mình đi qua bên đó nha. Rồi tranh thủ đi 4-5 người một xe giùm em, 4-5 người đi một xe giùm em nha. Tại mình đây là xe tang các bạn, thì có 6 xe cảnh sát để escort thôi, cho nên là chúng ta chỉ được có 40 cái này thôi. Rồi gia đình ưu tiên trước nha, có tang em phải phát trước nha. Em đi ra đây. Em không biết em phát cái người nào có tang cho người em đưa trước. Dạ. Chị em không biết người nào có tang cho người em đưa trước. Rồi. Rồi ưu tiên gia đình của chị Loan với gia đình của chị Loan với chị Tài trước.
Đây, các bạn nhìn chị Phương Loan đó, rất là tội nghiệp, vẫn ngồi bên bên tay phải tài xế đưa anh nghệ sĩ Chí Tài trên chiếc xe tang và qua nhà hoàng để hỏa táng. Những người thân thiết của hai vợ chồng nhân này Chí Tài và Phương Loan đang đến xe để chia sẻ với chị là một nỗi đau mất mát người thân, người chồng của mình. Chị buồn với chị nha. Bữa nay em nghĩ là nó chị buồn với chị. Bây giờ đoàn xe bắt đầu đi các bạn. Có xe cảnh sát dẫn đường các bạn.
qua traffic mà. Bây giờ chiếc xe là chở thi hài của nghệ sĩ Chí Tài và người vợ yêu thương thân thiết của chị Phương Loan đang ngồi trong xe. Chúng ta hãy chào vẫy tay chào anh nghệ sĩ Chí Tài, một người mà nhiều người quá yêu mến. Chúng ta cùng vẫy tay chào tạm biệt anh. Vì chú sẽ qua nhà hoàng nhưng mà không biết có được vào và có cho mặt phim không. Nhưng mà mình cố gắng sẽ đưa thông tin cho các bạn. Nát nó nóng quá, anh nó tắt, nó bị temperature, nó nóng quá.